Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hiện nay, việc trang bị các thiết bị phòng chống cháy nổ tại gia đình là việc làm hết sức cần thiết. Mục tiêu dùng thông thái sẽ giúp quý vị có thể lựa chọn và sử dụng các thiết bị này hợp lý và an toàn. Trước thực trạng hàng loạt dự án đầu tư hạ tầng bị chậm tiến độ, địa phương gặp khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư và khai thác nguồn thu từ đất. Nghị quyết số 73 NQCP được Chính phủ ban hành ủy quyền quyết định giá đất cụ thể cho Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ tác động như thế nào tới việc thực hiện các dự án bất động sản và phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương? Câu trả lời sẽ có trong mục Chuyện từ Phú Hiến của tạp chí Kinh tế Phú Hiến trong ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Hưng Yên dự kiến sẽ khởi công dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn đi qua địa bàn tỉnh vào giữa tháng 10 năm 2023. Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng do ngân sách tỉnh thực hiện. Chiều dài tuyến mỗi bên khoảng 17,7 km, mặt cắt ngang mỗi bên 12 m, gồm 2 làn xe đảm bảo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h. Trên tuyến có nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Hưng Yên sẽ sớm phê duyệt hồ sơ này và tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công theo hình thức đấu thầu. Thay vì 3 tiêu chí xác định người được mua nhà ở xã hội là cư trú, thu nhập và diện tích nhà ở, thì ở dự thảo sửa đổi luật nhà ở sẽ bỏ yêu cầu về cư trú. Tiêu chí về mức thu nhập cũng sẽ được nâng cao hơn. Diện tích nhà ở nếu trước đây quy định trung bình phải dưới 10 m2 trên người thì có thể xem xét nâng lên 15 m2. Tiêu chí được nới lỏng sẽ mở ra cơ hội mới cho người dân tiếp cận được nhà ở xã hội. Các chuyên gia cho rằng, trong lần sửa đổi luật nhà ở lần này, có thể xây dựng tiêu chí riêng cho từng khu vực cụ thể để đảm bảo sự phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Từ 15 giờ ngày 21 tháng 9, sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng dầu đều được điều chỉnh tăng mạnh lên mức gần 26.000 đồng trên lít. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 726 đồng trên lít, có giá bán 24.197 đồng trên lít. Xăng RON 95-3 tăng 877 đồng trên lít, lên mức 25.748 đồng trên lít. Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng. Dầu diesel 0.05S tăng 539 đồng trên lít. Dầu hỏa tăng 628 đồng trên lít. Và dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 143 đồng trên lít. Người tiêu dùng lo lắng giá xăng tăng, liệu giá các mặt hàng thiết yếu có tát nước theo mưa? Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tất cả các nhà mạng lớn tại Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT, VTVNet đã đồng loạt thu phí lắp đặt đường truyền Internet 300.000 đồng, siết ưu đãi gói cước khi tham gia các dịch vụ Internet do các đơn vị này cung cấp. Thay đổi mới về chính sách giúp các đơn vị tập trung chi phí để phát triển hạ tầng mạng, nâng cấp đường truyền tốt hơn. Tuy nhiên, việc nhà mạng không còn cạnh tranh sẽ khiến cho thị trường rơi vào giai đoạn bão hòa. Khi gặp các sự cố hư hỏng thiết bị hoặc người dùng muốn đổi sang nhà cung cấp khác sẽ phải tốn nhiều chi phí hơn, gây thiệt hại kép về kinh tế, ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng. Vietinbank và BIDV vừa đồng loạt công bố biểu lãi suất huy động mới theo hướng giảm tiếp ở các kỳ hạn. Theo đó, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên đều giảm từ 0,2 tới 0,3 điểm phần trăm. Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn từ 3 tới dưới 6 tháng giảm xuống 3,5% trên năm, kỳ hạn từ 6 tới 12 tháng ở mức 4,5% trên năm. Lãi suất các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên giảm từ 5,8% trên năm xuống còn 5,5% trên năm. Như vậy, đến thời điểm này, cả Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank đều đồng loạt giảm lãi suất về mức thấp lịch sử. Không ít cửa hàng kinh doanh xe máy cũ trở nên ế ẩm kể từ ngày 15 tháng 8 khi thông tư 24/2023 của Bộ Công an quy định biển số định danh có hiệu lực. Phía người bán đang khó tìm được chủ cũ để làm thủ tục thu hồi biển số để sang tên, còn phía người mua không muốn tìm mua xe khi các thủ tục sang tên chưa hoàn thành. Bởi có xe đã qua nhiều đời chủ xe mất hoặc ủy quyền đã khiến cho cả người bán lẫn người mua xe cũ gặp nhiều khó khăn. Để bán được xe trong trường hợp này, các cơ sở kinh doanh xe cũ sẽ đứng ra chịu phần phí phạt 1,4 triệu đồng theo quy định của thông tư mới. Thị trường đồ chơi trung thu năm nay, những sản phẩm đồ chơi truyền thống như mặt nạ giấy bồi, đèn ông sao, đèn kéo quân, hút khách thay vì những sản phẩm đồ chơi nhập khẩu. Đồ chơi trung thu truyền thống chiếm 70-80% lượng sản phẩm bày bán, giá cả ổn định. Theo đó, trống bỏi có giá 5-10.000 đồng trên chiếc, đèn ông sao có giá từ 15-40.000 đồng trên chiếc, đầu lân từ 150-500.000 đồng trên chiếc, tùy kích cỡ.
Các sản phẩm mặt nạ có giá từ 20.000 đồng tới 40.000 đồng trên chiếc. Mẫu mã phong phú, đa dạng, giá cả phải chăng và an toàn cho sức khỏe là lý do khiến mặt hàng này được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn cho con em mình. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc lùi đóng phí công đoàn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 đối với doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1 năm 2023, bao gồm cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Việc lùi nộp phí công đoàn sẽ giúp doanh nghiệp giãn sức và có thêm nguồn lực để hỗ trợ người lao động nhằm hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, rất nhiều người dân đã tìm mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy để phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng bản thân và gia đình khi có hỏa hoạn. Việc người dân chủ động tự trang bị là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm vững cách sử dụng an toàn và hợp lý các thiết bị này. Những ngày gần đây, cửa hàng kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy của ông Hải tại xã Sai Phạm, huyện Yên Mỹ luôn tấp nập khách đến mua hàng. Thường ngày, gần như không có người hỏi mua. Nhưng từ sau hôm xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, người dân đến mua bình cứu hỏa, thang, búa, mặt nạ đột nhiên tăng cao. Có những mặt hàng trở nên khan hiếm, không có để bán. Thang dây, mặt hàng được nhiều người hỏi mua nhất, bình thường chỉ bán giá 40 tới 50.000 đồng trên mét, nay tăng lên 75 tới 85.000 đồng trên mét, nhưng đang khan hiếm hàng. Các mặt hàng khác như dây thoát hiểm, bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc cũng tăng giá cao hơn so với thời điểm một tuần trước đó, từ 20.000 tới 130.000 đồng tùy loại. Bà con đi mua cũng nhiều hơn trước, bằng 5, bằng 7. Lúc trước toàn nhà 3 đến 5 tầng là đến mua bình chữa cháy và mua thang dây. Các chủ phòng trọ sau vụ cháy chung cư mini cũng đã gấp rút trang bị thêm các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Ông Quang ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ là chủ của căn nhà 3 tầng với 12 phòng trọ cho thuê được gần một năm nay. Ông thường xuyên nhắc nhở người thuê trọ ý thức, trách nhiệm trong việc phòng chống cháy nổ. Ông cũng trang bị đầy đủ bình chữa cháy cho các tầng nhà. Thế nhưng sử dụng bình chữa cháy thế nào thì ông cũng chưa nắm rõ. Tôi không biết tên cái tên của cái bình đâu nhỉ. Nó bình này thì nói lon như là ông ném lựu đạn như nào thì cứ rút ra theo bóp. Nói lý thuyết còn thực hành thì giờ chưa. Trang bị các thiết bị chữa cháy là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, người dân cũng cần trang bị kiến thức sử dụng các thiết bị này sao cho đúng, cho an toàn. Chúng tôi khuyến cáo người dân lên mua những thiết bị này đã được kiểm định của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hoặc các cơ quan kiểm định khác để đảm bảo được an toàn khi sử dụng. Đây là bình bột BC MFZ4 và đã được kiểm định của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Chúng ta tuyệt đối không được cầm vào vòi phun. Sau khi phát hiện ra đám cháy, chúng ta nhanh chóng di chuyển bình chữa cháy đến vị trí đám cháy cách 1,5m, đặt bình chữa cháy xuống hướng loa phun một góc 45 độ. Sau đó tay trái cầm vào cổ bình, tay phải đưa ngón trỏ vào chốt bình rút một phát thật mạnh. Sau đó tay trái bê đít bình hướng vào đám cháy và sử dụng. Đối với bình bột thì chúng ta nhanh chóng xách bình. Trong quá trình chúng ta di chuyển đến vị trí đám cháy, chúng ta phải lắc bình. Đến vị trí đám cháy cách 1,5m thì chúng ta đặt bình xuống. Tay trái chúng ta cầm vào cổ bình, tay phải chúng ta rút chốt như bình khí. Sau đó tay trái, tay không thuận, chúng ta sẽ cầm vào vòi phun. Tay phải cầm vào, tay xách vào cò bóp. Chúng ta phun hướng dọc 45 độ trực tiếp vào đám cháy. Đây là loại thang dây có bước bậc. Thì đối với thang dây này thì ở cái lối thoát nạn ở tầng 2, tầng 3 nhà chúng ta thì chúng ta lên hàn một cái móc để chúng ta móc cái vị trí này vào thì chúng ta tụt xuống. Đối với cả cái thang dây như này thì chúng ta đo cái chiều cao từ lối thoát nạn của chúng ta xuống đất để chúng ta mua cái loại thang dây 5m, 10m cho nó phù hợp với chiều cao của tòa nhà. Đây là loại mặt nạ phòng độc hiện nay có mặt trên thị trường với giá dao động từ khoảng 150.000 đến 300.000, được kiểm định rõ ràng, mở lắp hộp ra. Chúng ta chỉ việc trùm kín qua đầu. Vì ở đây nó đã có dây thít bằng cao su co giãn thì chúng ta sẽ dưỡng khí được khoảng 30 phút trong cái môi trường có khói khí độc. Trước thực trạng hàng loạt dự án đầu tư hạ tầng bị chậm tiến độ, địa phương gặp khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư và khai thác nguồn thu từ đất, ngày 6 tháng 5 năm 2023, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 73 NQCP về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể cho Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đây là văn bản quan trọng tác động tới việc thực hiện các dự án bất động sản và phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Ghi nhận của phóng viên tạp chí Kinh tế Phú Hiến tại thành phố Hưng Yên và huyện Ân Thi. Đây là dự án khu dân cư trung tâm xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên, rộng 3 hectare.
Dự án có quy hoạch 160 suất đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Vào đầu tháng 6 năm 2023, xã đã tổ chức đấu giá đợt 1 với 42 suất, thì có 38 suất trúng giá và 100% người trúng giá đã nộp tổng cộng 54 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Sau đó hơn một tháng, xã tổ chức đấu giá lần 2 với số lượng 20 suất. Cả 20 suất đều có người trúng giá, khác với đấu giá đợt 1 là giá khởi điểm do Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, thì đợt 2 này giá khởi điểm do Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định. Thành phố đã có cái định hướng cái giá đất nó sát với thực tế, thế và từ đó thì nó cũng tạo thuận lợi cho cái việc mà khi đưa ra cái giá khởi điểm ban đầu để nó khích lệ cho nhân dân, thế rồi là các đơn vị có nhu cầu đầu tư đấy, sẽ tập trung mua để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại các cái khu dân cư mà đã được tỉnh chấp thuận quy hoạch. Tính theo cái giá khởi điểm thì nó đều vượt tầm khoảng 30%. Sau khi có cái nguồn lực từ đấu giá đất thì chúng tôi tập trung vào đầu tư xây dựng cơ sở tầng và nâng cao các cái tiêu chí, vì Phương Triểu chúng tôi cũng đã đăng ký là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện nghị quyết số 73 của Chính phủ và quyết định số 1277 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện, ngày 16 tháng 6 năm 2023, thành phố Hưng Yên đã nhanh chóng thành lập hội đồng thẩm định giá đất cụ thể. Đến nay, hội đồng đã họp được 9 phiên, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành được 6 quyết định phê duyệt giá đất, làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình trên địa bàn thành phố với tổng diện tích hơn 34.500 m². 7 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở với tổng diện tích gần 18.000 m², tổng số tiền qua các phiên đấu giá đạt hơn 345 tỷ đồng. Trong đó, số tiền đấu giá đất đã nộp về ngân sách đạt gần 223 tỷ đồng. Việc thực hiện ủy quyền quyết định giá đất cụ thể của Chính phủ và của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, giúp cho địa phương được có giá khởi điểm để tổ chức các cuộc đấu giá đất của thành phố theo kế hoạch giao. Ví dụ trong năm 2023 thì giao ba kế hoạch đấu giá là khu vị trí này, khu vị trí này, thì có giá đất, khi xác định giá đất cụ thể thì thành phố sẽ tổ chức họp xác định cụ thể và cho đó trình ủy ban thành phố là ban hành giá đất cụ thể và để tổ chức để đưa vào các phiên đấu giá cho hợp lý và rất là thuận lợi cho cái việc thực hiện kế hoạch tổ chức đấu giá cũng như là tận thu nguồn thu để tái đầu tư xây dựng các bạn. Đây là dự án khu dân cư mới thôn Vệ Dương, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi. Dự án có tổng diện tích gần 2.800 m². Dự án có 26 suất để bán đấu giá cho nhân dân làm nhà ở. Ngay sau khi xong hạ tầng, xã đã được các phòng chuyên môn và hội đồng thẩm định giá đất của huyện tạo điều kiện sớm phê duyệt giá khởi điểm để địa phương triển khai quy trình đấu giá đất. Khi đề nghị phòng tài nguyên môi trường cũng như ủy ban dân huyện thì tạo được điều kiện thuận lợi rất là nhanh, trong thời gian 10 ngày thì cũng đã có cái giá để thông báo cho nhân dân để tổ chức cái thực hiện đấu giá. Địa phương đã tổ chức bán hồ sơ cho nhân dân là từ ngày 13 tháng 9, dự kiến là đến ngày 30 tháng 9 thì ủy ban xã sẽ tổ chức đấu giá. Nằm ở trung tâm xã Nguyễn Trãi, 41 suất đất thuộc khu dân cư mới thôn Vệ Xá được quy hoạch bài bản, hạ tầng tốt đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và nhân dân có nhu cầu mua đất để ở. So với những lần thực hiện trình tự thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trước đây, thì lần này địa phương thấy rất thuận lợi. Trong vòng 10 ngày thì xã có các hồ sơ đề nghị tờ trình thì ủy ban nhân dân huyện đã, các phòng ban ngành của huyện đã tập trung và đã phê chuẩn được cái giá để làm cơ sở cho ủy ban nhân xã tiến hành hợp đồng với các cái trung tâm đấu giá quyền sử dụng đất ở. Thì phải nói là cái phân cấp này thì rất là thuận lợi, rút ngắn thời gian so với trước và trình ủy ban nhân tỉnh. Theo số liệu tổng hợp của hội đồng thẩm định giá đất cụ thể huyện Ân Thi, từ khi thành lập đến nay, hội đồng đã họp 5 phiên. Qua đó, có 3 phiên thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất K làm căn cứ bồi thường phục vụ giải phóng mặt bằng, 1 phiên thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại hai xã là Tân Phúc và Nguyễn Trãi. Có thể thấy thay đổi mới trong nghị quyết 73
liên quan tới đấu giá đất được các địa phương đón nhận tích cực vì đã tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian phê duyệt giá khởi điểm và giá khởi điểm cũng sát với thị trường hơn, tạo thuận lợi để các cuộc đấu giá thành công, tạo nguồn thu kịp thời cho ngân sách địa phương. Tới đây, tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.